mai cũng cả bạn nhà người ta mà chi thích thì mới thích. Anh vào ngó xem tí nhá. Mở lên đẹp. Thank you.
Thank you.
thế nào em?
Tự nhiên là bán mình. Bán còn không bảo một câu. Quay cô sao ấy. Xin lỗi, mình đã bán lợn của mẹ em. Em đi tí con chạy ở nhà bán lợn hết rồi. Em cầm tiền. Em không cầm đâu. Anh bán anh cứ cầm đi. Tí bán hết lợn rồi. Em xin lỗi em. Xin lỗi. Giờ anh xin lỗi có lấy được lợn về không? Hôm nay cô thấy chú bán lợn không? Có, chú bán cực kỳ lấy tiền. Chú lấy tiền, cô thấy chú giả tiền cho người ta? Có, chú giả tiền cho ông. Ông cho tiền, chú có tiền, chú bán thì chú lấy tiền giả cho ông. Có một ông này đòi tiền à? Vâng. Con vừa đi trả tiền ông đấy gì? Vừa đi trả tiền ông đấy gì à? Vâng. Sao mình đã hiểu lầm em ấy? Cô đợi con. Chú đi đâu rồi nhỉ? Ôi con mưa là